Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự của kênh Vietnam TV. Kính thưa quý vị, vào ít giờ trước, tờ Zyukarin Form đã dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết rằng các lô hàng viện trợ quân sự của nước Anh, bao gồm các tên lửa chống tăng, đã tới Ukraine. Bình luận về sự kiện này, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine về Hội nhập châu Âu Antanoli Pechenko đã ra tuyên bố rằng viện trợ quân sự sẽ giúp tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine và sẽ chỉ được dùng để tự vệ. Trở lại với ngày 17 tháng 1, khi đó Bộ trưởng Quốc phòng của nước Anh Ben Willis đã ra một tuyên bố trong phiên họp tại Hạ viện Anh rằng nước này sẽ cung cấp cho Ukraine các khí tài phòng thủ chống thiết giáp hàng nhẹ. Chúng tôi đã quyết định cung cấp cho Ukraine các hệ thống vũ khí phòng thủ chống thiết giáp hàng nhẹ. Chúng không phải là những vũ khí chiến lược và không gây ra những mối đe dọa nào đối với nước Nga. Chúng được sử dụng để tự vệ Câu hỏi được đặt ra lúc này là loại tên lửa chống tăng không phải chiến lược vừa được London viện trợ cho Kiev là như thế nào và năng lực của nó ra sao? Theo một số nguồn tin, số tên lửa nói trên là vũ khí chống tăng chiến đấu chủ lực hàng nhẹ MBT Lào hoặc NL Lào do Anh và Thụy Điển hợp tác sản xuất, ra đời vào năm 2002 và được đưa vào trang bị năm 2009. NL Lào nặng 12,5 kg dài 1,016 mm. Tên lửa mang theo đầu đạn 150 mm có thể di chuyển với sơ tốc từ 40 m trên giây, tương đương 144 km/h tăng dần đến cận âm và tầm bắn tối đa là 1.000 m. Loại vũ khí này sở hữu rất nhiều ưu điểm do được ứng dụng trong các công nghệ hiện đại. Đầu tiên là phóng mềm. Tên lửa được phóng ra khỏi ống phóng bằng một hệ thống đẩy công suất thấp trước khi hệ thống đẩy chính hoạt động. Điều này cho phép xạ thủ có thể bắn tên lửa từ không gian kín. Thứ hai là bắn và quên. Khi khởi động hệ thống dự đoán đường ngắm, xạ thủ sẽ khóa mục tiêu trong vòng 3 giây để máy tính tính toán hướng bay và sau khi khai hỏa, tên lửa có thể tự hiệu chỉnh đường bay tới mục tiêu theo các thông số đã thu được. Thứ ba là đầu đạn được trang bị ngoài nổ, được tích hợp cảm biến từ trường và quang học. Từ dữ liệu thu được, hệ thống đã tính toán các tiêu chí để lên phương án kích nổ đầu đạn tiêu diệt mục tiêu hiệu quả nhất, ngay cả khi lớp vỏ giáp của mục tiêu bằng nhôm hoặc được ngụy trang một cách cẩn thận. Và cuối cùng, tất cả các hệ thống nói trên được thu gọn để có thể được vận hành chỉ với một binh sĩ. Hệ thống Enlau sở hữu một loạt ưu điểm mà tên lửa chống tăng vác vai RPG và súng không giật SPG cũng như tên lửa chống tăng có điều khiển ATGM chỉ đáp ứng được một phần, đặc biệt là khả năng cơ động và sự thông minh. Điều này khiến cho nhiều nguồn tin cho rằng nó sẽ còn mạnh hơn cả Javelin, một thứ được người Ukraine coi là siêu vũ khí trong một cuộc chiến tiềm tàng với nước Nga. Điều này có chính xác hay không? Có thể sự kết hợp giữa Javelin của Mỹ và Enlau của Anh sẽ giúp kiềm chế các đơn vị tăng thiết giáp của đối phương mà cụ thể là cơ giới Nga trong viễn cảnh chiến tranh bùng nổ. Những điểm yếu của Enlau, một vũ khí dành cho các tiểu tổ cơ động, là một sức công phá của đầu đạn và tầm bắn hiệu quả từ 20m đến 600m. Người Anh đã cố bù đắp điều này bằng số lượng, được biết họ đã bàn giao cho Ukraine khoảng 1.000 ống bảo quản khí tài này. Kiev có thể đang kỳ vọng Elau, Javelin và các vũ khí chống tăng khác mà họ có có thể chặn đứng quân Nga, cũng như cách mà RPG đã giúp Đức Quốc xã cầm trên Hồng quân Liên Xô trong những năm cuối Thế chiến thứ hai. Cần lưu ý rằng Đức Quốc xã đã tự sản xuất được hơn 6 triệu trái RPG, nhưng với sự điều chỉnh về chiến thuật của Liên Xô, tăng cường bộ binh tùng thiết, quét sạch mục tiêu nghi ngờ bằng pháo chính xe tăng và quan trọng hơn là dùng số lượng khổng lồ xe tăng T-34 có giá thành rẻ, dễ sửa chữa để đe bẹp kháng cự. Kết quả cuối cùng của cuộc chiến ở trên ra sao, chúng ta cũng đã rõ. Đó là chưa kể đến việc đạt tiến công như vũ bão của Liên Xô đã khiến cho một lượng lớn RPG lọt vào tay của họ để từ đó tiêu diệt chính xe tăng của người Đức. Trong khi đó, hoạt động tăng cường lực lượng và trang thiết bị quân sự của nước Nga tại các khu vực biên giới giáp với Ukraine với chứng kiến một bước ngoặt mới rất đáng quan ngại. Sự xuất hiện của các hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn RbM Iskander. Một đánh giá tình báo gần đây của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết hiện nay đã có tới 36 bị phóng tên lửa Iskander ở gần biên giới nước này đặt toàn bộ thủ đô Kiev cũng như nhiều mục tiêu quân sự quan trọng khác của Ukraine vào tầm tấn công. Báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine cũng cho thấy quân đội Nga gần như hoàn tất việc xây dựng thế trận, sẵn sàng phát động một cuộc tấn công vào Ukraine. Chuyên gia Robley của Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, người thường xuyên theo dõi tình hình của quân đội Nga, một lưỡi đoàn Iskander M, một điển hình, được trang bị hàng chục xe phóng 9P-78 lắp trên khung gầm xe tải MZKT. Tình báo Ukraine cho biết, nga đã triển khai ba lữ đoàn Iskander thực địa ở các vùng biên giới rất danh. Tuy nhiên, chuyên gia Robley ước tính con số thực tế có thể còn nhiều hơn, tương đương với nhất là bốn lữ đoàn, khoảng hơn 48 bị phóng. Nếu như Moscow quyết định tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn chống lại Ukraine, một loạt tên lửa phóng từ các hệ thống Iskander có khả năng phá hủy toàn bộ các cơ sở hạ tầng quốc phòng quan trọng của nước này. Trong kịch bản này, mục tiêu tiềm ẩn có thể là trung tâm chỉ huy, liên lạc và điều khiển, cũng như nhiều địa điểm cố định quan trọng khác, chẳng hạn như đường băng và các cơ sở hạ tầng chiến đấu của quân đội Ukraine. Trong bối cảnh, nước này đã phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng trong việc bảo vệ đất nước trước bất kỳ cuộc tấn công nào của nước Nga, thì sự hiện diện của các hệ thống tên lửa Iskander lại càng khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Khả năng phòng vệ mặt đất của Ukraine vốn dĩ đã vô cùng hạn chế khi mà năng lực chống tên lửa đạn đạo của nước này hiện nay chỉ phụ thuộc duy nhất vào một số ít hệ thống s 300 v có từ thời Liên Xô. Vì vậy, các tổ hợp s 300 cũng có thể sẽ là mục tiêu hàng đầu để tên lửa Iskander của Nga tìm tới. Một loạt tên lửa phóng đi từ các hệ thống Iskander cũng có thể sẽ đi kèm với tên lửa hành trình cân âm Kalib phóng từ tàu ngầm và tàu chiến được biên chế cho hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga. Những tên lửa này với tầm bắn ước tính hơn 1.500 dặm đã được quân đội Nga sử dụng trong chiến dịch của họ tại Syria. Bên cạnh các tên lửa hành trình cận âm được phóng từ trên không bằng các loại máy bay ném bom khác nhau. Ban tin quân sự của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Những thông tin mới nhất về những tình hình căng thẳng giữa Ukraine và nước Nga sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục trong các bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.